Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái kèo mà các anh em có thể thấy được có cái sự kết hợp trong cái lĩnh vực như là kinh doanh, AI, trí tuệ nhân tạo, blockchain cũng như là NFT. Thì để tham gia được cái kèo này thì cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần đến ấn vào cái link đang hiển thị trên màn hình, mình để dưới phần mô tả này. Và sau đó thì các bạn cố gắng tuyển ít nhất là 1 đến 2 rep từ ngay những bản thân mọi người trong gia đình mình để có thể nhận được airdrop nhé. Đây thì mình sẽ thao tác thử cho các bạn xem. Đấy, các bạn ấn vào cái đường link thì nó loát ra một cái web, cái giao diện mới với cái chức năng là Crystal GPT. Đấy, đầu tiên bạn sẽ đăng ký tài khoản. Đấy, tên họ tên này. Đấy, last name các bạn điền họ vào. Email address các bạn điền email vào. Rồi xong các bạn ấn sign up. Sau khi mà các bạn ấn cái nút đăng ký đấy thì các bạn sẽ vào email của các bạn. Đây, email đây. Vào là email để kích hoạt. Kích hoạt cái đường link mà mình vừa đăng ký đấy. Nếu mà các bạn không thấy thì các bạn có thể vào mục thư giác. Đây, mình đã thấy đây rồi. Đó, thì các bạn sẽ verify cho email này, kích vào đây. Xác minh đây là con người, các bạn ấn vào đấy. Rồi, các bạn sẽ vào đăng nhập lại. Đăng nhập lại cái trang web mình vừa đăng ký nhé. Chờ một lúc nó sẽ mới load được các bạn nhé. Bạn sẽ phải bước thứ hai là bạn sẽ mời các cái bạn bè của mình để tham gia vào đây. Nếu mà bạn mời được 2 người thì sẽ là early bird app access for reward. Đấy, bạn sẽ nhận được một cái phần thưởng, có thể truy cập vào được cái trang web mà có thể nhận được airdrop. Đấy, từ 7 người thì bạn sẽ nhận được một phần thưởng, có thể là lên là 10 đô. Đoạn này thì mình chưa hiểu ý của nó lắm. Đây, với 20 người thì bạn sẽ có nhận được 50 đô tiền thưởng và cả cái phần thưởng GPT nữa. Đó, đây là các cái mốc phần thưởng nhá. Đó, thì mình sẽ cứ đăng ký để ở đây đã các bạn nhé. Đăng ký để ở đây thì đây mình sẽ gửi cho các bạn cái đường link để các bạn đăng ký, nó là cái đường link này, mình sẽ để dưới phần mô tả của clip để các bạn có thể đăng ký vào nhé. Nó con app này, cái airdrop này nó chưa ra app nên là mình cứ tranh thủ mình làm trước đi. Đấy, khi mà có app rồi thì có lẽ sẽ có cơ hội để các bạn nhận được tiền từ cái dự án này, có lẽ thôi nhá, mình không khẳng định chắc chắn 100%, nhưng mà với những cơ hội này thì cứ thử đi các bạn ạ. Ok, chúng ta cùng thử và chờ đợi kết quả các bạn nhé.